thể anh em ha. Này bên xưởng tiện của em ngoài việc mà lắp đặt cano, dỗ mấy em dàn cầu cũng như các loại sinh hàng đó, độ chế các loại thì bên em cũng có nhận là làm xe, độ xe cho khách luôn anh em. Đây là xe của khách gửi qua thì nói chung nó cũng tàn dữ lắm rồi. Mình mấy anh em bên đây nhận độ chế luôn. Em giao anh còn. Tạm thời là nó gì đó anh em. Te thu xe ben nha. Một khi mà mình thay độ lên thì nó em mới chắc đẹp được lắm ha. Đây. Anh em coi bây giờ em đang chuẩn bị làm co khối cho nó nè. Chế vô khối inox luôn. Inox này ống 21 mà là dày nó hay đi gửi luôn anh em ơi. Rồi vệ sinh đùm, chế cháo các loại. Rồi bây giờ đang tháo cặp phục ra để chai nhớt vào anh em ơi. Nên thợ đang tháo cặp phục ra đang thay các dàn phút ra. Không cắt bỏ hết trơn rồi. Đâu không chứ. Đây anh em coi hình ảnh trước khi tháo anh em. Đó, rồi sau khi tháo là sau khi là làm xong thì nó sẽ hoàn chỉnh là nó sẽ đẹp lên anh em. Là chân chổi nó xài bọc luôn nè, thấy anh em thôi loại hai chưa? Đầu vậy là đúng chắc nghĩa địa. Đúng chắc nghĩa địa luôn. Đó, anh em coi nha. Rồi so hứa chưa nè, khi mà hoàn thành xong thì em sẽ quay cho anh em coi ha. Cái tiếng máy của nó ha. Đây dàn trong dàn ngoài đó, bây giờ mới cho bình vào để kiểm tra cái dàn dây điện. Máy móc hiện tại nó vẫn còn chạy được nhưng mà nó không có im anh em ơi. Máy vẫn chạy, mở ra tháo ra độ chế cho anh em. Đây là cái dàn áo rồi đồ nghề sửa chữa. Rồi nào khi nào hoàn chỉnh thì em sẽ quay cho anh em coi ha. Đây bây giờ đang kiểm tra cái dàn công tắc độ chế. Còn là mâm bánh các thứ tè le hết. Bình xăng này cũng te tua luôn. Vậy được hết. Đây này là xe kim Trung Quốc anh em ơi. Kim Trung Quốc này, nếu mà mình sửa lại vậy trong địa phương mình cũng ok lắm nha. Đi ra ngoài nó không sành điệu hoặc là cái gì gọi là xăng chảnh gì đó. Nhưng mà chạy trong địa phương này mình trải ba các đồ lặt vặt này kia đồ rất ok nha. Nói mấy giờ mấy ông đại gia thành phố rồi ông chơi ông mua mấy xe cũ thế này là gì cũng chạy không á. Độ rồi cũng chạy. Rất là cực anh em ơi, tháo đồ xét là khó khăn lắm. Nhưng mà cái cúp 60 độ. Ông mình có tháo con ốc này ra không cơ? Chẳng rồi em xin kết thúc video tại đây ha. Chút xíu nữa em sẽ trở lại và nổ máy cho anh em coi ha. Rồi.